Với khát vọng xây dựng một công ty bảo hiểm góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, sự thịnh vượng của Việt Nam, Bỉ và Thái Lan, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ MB Assist Life được thành lập và hoạt động vào năm 2016. Chỉ trong vòng 5 năm được thành lập và hoạt động, công ty đã đứng vị trí thứ 6 trong tổng số 18 công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. MB Assist Life xây dựng trên cơ sở liên doanh giữa hai đối tác gồm tập đoàn Assist từ Bỉ và công ty bảo hiểm nhân thọ Muang Thai từ Thái Lan. Hướng đến mục tiêu thực hiện hóa sứ mệnh, đồng hành cùng bạn dựng xây hạnh phúc, mang đến thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam một cách tiếp cận mới đối với các sản phẩm tài chính nói chung và sản phẩm bảo hiểm nói riêng. Văn phòng đại diện chi nhánh huyện Thanh Chương, bảo hiểm nhân thọ MB Assist Life khai trương vào ngày 18 tháng 12 năm 2020, tọa lạc tại địa chỉ số nhà 32, đường Nguyễn Xí Sách, khối 1A, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Khi đó mới có 30 tư vấn tài chính và 6 cấp quản lý. Sau 12 tháng hoạt động, văn phòng đã có thêm 190 tư vấn tài chính, 45 cấp quản lý, đạt doanh số 8,8 tỷ và bảo vệ hơn 8.000 khách hàng. Trong các hoạt động bảo vệ tài chính, MB Assist Life đồng hành các chương trình hỗ trợ trên địa bàn huyện nhà, phòng chống COVID-19, thực hiện các chương trình trao quà cho người nghèo trên địa bàn huyện và nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa hơn nữa. Tầm nhìn trở thành một công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu được tin yêu nhất với sứ mệnh đồng hành cùng bạn dựng xây hạnh phúc, cùng sự minh bạch, tin cậy, đoàn kết, đam mê, năng động, đi cùng với đội ngũ tư vấn viên và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, đồng cảm, nhiệt tình, tự tin và tận tâm. Văn phòng chúng tôi đang tiếp tục phát triển thị trường mới, tuyển dụng tư vấn tài chính và cấp quản lý gia nhập cùng công ty bảo hiểm nhân thọ MB Assist Life. Với sứ mệnh đồng hành và bảo vệ bạn trên mọi nẻo đường, văn phòng bảo hiểm MB Assist Life chi nhánh huyện Thanh Chương hứa hẹn sẽ là địa chỉ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho quý khách khi đồng hành cùng chúng tôi. Khi có nhu cầu được chăm sóc, quý khách vui lòng liên hệ đến văn phòng theo đầu số hotline 0238 263 7888. Xin chân thành cảm ơn. Cùng nhau ca hát để thấy tình.